ơi, hôm nay chúng tôi sẽ có một cái trải nghiệm mới rất là đặc biệt. Bây giờ mình đi đâu đây em? Hôm nay thì mình đi một cái núi, cái đèo này là nó rất là đặc biệt. Cái đèo này là tự động á, mình đậu xe và xe tự động nó chạy luôn, mình khỏi cần phải đạp đạp gì hết á, mình để giữ neutral hay là mình tắt máy nó tự động nó chạy luôn. Có vẻ như là mọi người nghĩ ở đó có ma chăng? Phải không? Phải vậy không? Thì có nghĩa là ở đó đã từng xảy ra một vụ tai nạn mà rất là nhiều người mất ở đó. À, cái chuyện này anh biết. Biết anh không? Biết sống biết, anh kể cho nghe nè. Cái đèo này là ba cô học sinh bị tai nạn giao thông chết hồi năm 1975. Đó. Mà cái thường thường mà ai đi ngang qua cái đèo này á, mà xe hư ha, mà đang lên dốc nha, thì có ba cô sẽ đẩy lên đó, hoặc là đang chạy xe mà bị hư cúp ben hay bể lốc máy hoặc là xì nhớ hay là cái gì đó, thì tự nhiên là chiếc xe đó sẽ đẩy vô sát lề, và đồng thời là họ khiến cho những cái người đó tìm ra được cái người thợ sửa xe trong đêm đó và chỉ cho mấy người đó cái chỗ ngủ ngã lưng qua đêm. À, nhưng mà có trường hợp đặc biệt là có một cái thanh niên đang đó chạy xe trong đêm trên đỉnh đèo rớt xuống cái vực. Sáng ra mọi người đi tìm á, để cứu á, thì thấy chiếc xe nhưng mà không tìm ra được thanh niên. Đó, thì 3-4 ngày thì mới phát hiện được cái xác của anh thanh niên đang nằm trên cái vệ đường trên dốc đèo mà cách cái chỗ nó xảy ra tai nạn khoảng 2-3 cây số. Là anh này chưa chết, mới đem bị hôn mê thôi, mới đem vô trong bệnh viện thì cứu ảnh. Khi ảnh tỉnh lại thì ảnh mới gặp cô y tá. Thì cô y tá mới thông báo cho bác sĩ tới để nói chuyện với ảnh. Thì nói là, ủa tôi đang ở đâu? Thì nói anh đang bị tai nạn và rớt xuống vực, và anh được đang cứu ở tại bệnh viện. Thì anh chàng trai mới nói chứ, ủa gì còn ba cô gái đâu? Bác sĩ mới nói, đâu có cô gái nào đâu, đâu có ba cô nào đó, chỉ có một mình anh thôi. Không, có ba cô gái nữa. Chúng tôi cùng rớt cùng nhau xuống ở dưới đó và chúng tôi đã chết đi, và chúng tôi đã lặn lội trong cái đêm tối u ở dưới một cái vực sâu thẳm thẳm như vậy đó. Thì bác sĩ mới nói là không có cô gái nào hết, và mọi người dẫn đi tìm ba cô gái cũng không thấy. Thì đó có phải là ba cô gái đó cứu chàng trai đó đó, anh biết cái đèo đó. Cái đèo này sao nghe nó sao có phải anh kể gì cái đèo Gravity Hill ở đây không vậy? Đèo nào? Em đang nói cái đèo này, đèo gì? Cái đèo mình đang đi, đèo Gravity Hill. À không, anh đang kể chuyện là cái đèo Bảo Lộc á. À trời đèo, ơi. Đèo Bảo Lộc đó là lạc. Trời ơi. Nãy giờ tôi gõ cổ tôi nghe, tôi nói ủa sao có chuyện này, ba cô gái đâu, tôi ráng tôi nghe. Năm hơi quá, tôi đang cởi Mỹ rồi nói chứ Việt Nam nè em nội. À cái đèo này hả? À. Cái đèo này anh cũng có một câu chuyện rất là hấp dẫn nha. Để một lát nữa anh sẽ lên đó anh kể cho nghe. Mà thiệt 100%. Khoảng mười mấy năm về trước thì em có đi cái đó một lần với lại một nhóm bạn. Lúc đó đó thì chiếc xe của em á là để chữ neutral, tức là chữ N đó. Rồi cái đó lên dốc nha. Xong rồi mình buông cái thắng buông ra hết. Xe tự động chạy lên dốc. Mà nó chạy á, lúc đó là em nhớ không lầm là nó giữ cái tốc độ 40 mai một giờ, 40 mai là chắc 60 cây số á. Một giờ nó giữ cái tốc độ nó chạy hoài luôn. Theo như mình nghĩ, mình cảm giác được là giống như là mấy đứa đó, mấy người đó mất á, đẩy cho mình qua khỏi cái chỗ nguy hiểm đó, có đúng vậy không? Đúng, cái đó là em nghe là như vậy đó. À. Cái đó là cái đường rầy xe lửa, thì nghe nói lúc trước đó là chiếc xe học sinh thì bị chiếc xe lửa cán. À, tức là xe mất cái chỗ đó, mỗi như là chết đó đúng không? Chết trong đó hết. À, mà không biết là không nhắm rõ là bao nhiêu người chết trong đó. Nhưng mà bây nhưng giờ mà mấy đứa nít không à? Thường mấy đứa nít mà chết á, thì theo như mọi người nói là rất là linh linh lắm không? Linh lắm. Tức thì là bây giờ á chưa có siêu thoát được, mấy cái vong linh vong hồn vẫn còn ở đó. Có vậy không? Đúng vậy không? Chắc là vậy. Bây giờ mà chạy xe tới đó là mấy đứa con nít đó là nó sẽ đẩy cái xe mình đi qua khỏi cái dặm, khỏi cái chỗ nguy hiểm đúng không? Đúng. Sao? Có thích nghe chuyện ma không? Để tiếp tục. Dạ rất là sợ nhưng mà thích nhưng mà nãy giờ không nói được là vì vừa nghe nhưng mà đang gồng. Nhưng mà không ngờ có một ma thiệt. Mà là ma sống. Ma sống à? Em là em có ý kiến là bây giờ mình tới đó thôi, mình tới mình đứng xa xa mình nhìn thôi, chứ mà để mà trải nghiệm mà để xe cho đẩy là thôi em không đi đâu nha, em sợ ghê quá, nghe nói ghê quá.
Bây giờ mới biết võ hoài tâm sợ ma, sợ ấy quên võ võ thành võ thành tâm. Sáng giờ nhắc võ hoài tâm võ thành tâm. Theo em á, yeah, là cái chuyện tâm linh mà cái chuyện ma chuyện vong linh này nọ là có hay không? Em theo tin em tin á là có chứ không phải là nó không có, nó có thật luôn đó. Là bây giờ cái tâm linh nè, giờ em nói về chuyện có thật nữa nha. Cái chuyện này là chuyện của mẹ của em. Cái bữa đó đó là tháng 9 ngày 18 Tây, ngày 4 giờ 10 phút 8 sáng, buổi sáng nha, sáng sớm sớm á. Lúc đó là em đang nằm, thì em đang nằm đang ngủ ngon, giờ đó giờ linh nè, mà tự nhiên em nghe được cái tiếng người ngồi xuống cái giường, một cái kẹt vậy nè. Lúc đó là nằm bằng cái giường đó là giường lò xo, cho nên ai ngồi xuống là mình nghe hết. Em ngồi xuống nghe, đang nằm vậy đó mà nghe có người ngồi xuống. Rồi sau đó đó, trong cái tư tưởng của em á, em nói chết rồi, mẹ mất rồi. Mà lúc đó là bệnh viện chưa gọi nha. Giờ sau khoảng đâu 30 giây sau, em nhớ rõ ràng là khoảng 30 giây sau là cái điện thoại gọi tới nhà. Cái xong rồi và chị của em á mới chạy ra bắt điện thoại. Cái xong rồi chị mới mở cửa phòng, lật đật mở cửa phòng vô, em mới hỏi chị có phải là mẹ chết rồi phải không. Rồi hai chị em ôm nhau khóc, lật đật thay đồ chạy lên bệnh viện. Và lúc mà lên tới bệnh viện đó, cái cô y tá đó đó, cổ nói lại đó là trước khi mẹ mất, mẹ mở mắt ra mẹ nhìn quý một vòng vậy nè, giờ nhắm mắt lại đi luôn. Nói chung là khi mình bàn luận hay là mổ xẻ một cái vấn đề gì đó, tất cả đều có cái lý do riêng của nó hết. Nhưng mà vấn đề ở đây chúng ta cần phân tích, và vấn đề cái chuyện mà mỗi người có một cái cảm nhận, có một người có cái bình luận riêng. Cái chuyện có người thì nói thấy mới tin, không thấy không tin. Nói chung là tin hay không tin do từng người và cảm nhận và phán xét. Ví dụ như có người đã từng bị ma đè hay là thấy rồi thì ta tin, còn người chưa thấy chắc chắn ta không tin. Mà thường thường cái tâm lý mà những người mà hay sợ ma lại khoái nghe chuyện ma đó. Như một cái nữa nè, một cái nữa là ví dụ như khi mà tới một cái căn nhà đó, mình đi coi nhà, mua nhà vậy, mình bước vô căn nhà mình cảm thấy rùng mình, giống như là cái dông đi ngang qua cái cơ thể mình, âm dương nó kết hợp sao nổi da gà là như lúc đó là gần tóc gái đó, có đó, anh thấy là cảm giác vậy đó. Có một căn nhà cũng nổi tiếng, đó là một căn nhà ma mà nó nằm ở thành phố San Jose á. Xong rồi có một đêm tối khuya lắm, thì có cái anh đó người Việt Nam luôn nha, thì anh mới làm nghề chạy taxi. Thì có một cô, cổ mới gọi kêu taxi. Thì khi mà cổ kêu taxi á, thì cổ cho địa chỉ đi tới á, thì cái địa chỉ đi tới là đi ngay tới cái địa chỉ của căn nhà ma đó luôn. Mà cái căn nhà đó là nó rất là nổi tiếng là ma rồi. Thì anh này anh thấy địa chỉ đó thì anh cũng hơi hoảng một tí xíu, anh cũng sợ. Nhưng mà anh nghĩ thôi, mình làm cái nghề này có khách kêu á, thì mình đi thôi. Thì anh đi tới thì thấy có một cô gái. Có một cô gái thì thôi anh cũng vui vẻ, khách lên xe ngồi đi. Thì cô đó ngồi ở đằng sau. Thì với cái linh tính của ảnh là cái căn nhà này là nhà ma nổi tiếng. Rồi đêm khuya vậy thì ở đâu ra cô gái đi. Thì ảnh ngồi mà cái tư thế của ảnh là lúc nào anh cũng sợ hết. Cho nên ảnh cứ luôn luôn ảnh nhìn cái kính chiếu hậu nè. Ảnh nhìn coi thử như thế nào, ảnh theo dõi. Thì ảnh đang đi một khúc cái tự nhiên ảnh nhìn lên kính, ảnh không thấy cổ đâu hết. Canh quảng hồn, anh đạp thắng một cái, nhìn kính anh không thấy đâu hết. Anh quảng của anh mới đạp thắng một cái, anh nhìn lên lại thì anh thấy cổ. Anh thấy cổ, cái thì anh lấy hết sức bình tĩnh lại, lái xe tiếp, đi tiếp. Cái đi một đoạn nữa, cái anh nhìn lên kính, không thấy cổ ở đâu. Lần này anh quảng của anh đạp thắng mạnh hơn. Xong cái anh nhìn lên lại thì anh lại thấy cổ ở ngồi ở sao. Làm 2-3 lần vậy đó hả? Ồ, thì chuyến này anh rất là run rồi. Xong rồi cái anh lấy hết sức bình tĩnh, can đảm mà anh đi tiếp ấy, thì anh đi được một chút xíu thì anh lại nhìn lên, thì lần này anh không thấy cổ ở đâu luôn. Thì anh quảng của anh trên kính chiếu hậu ấy, thì lần này anh thấy cổ, mà không phải là anh thấy bình thường mà anh thấy cổ máu me không à. Cái anh quảng của anh mới đạp thắng xe đứng lại luôn. Anh mới la lên, anh mới hét lên ma. Xong cô này cô la ma cái ông nội mày chứ ma, mỗi lần mà tao cúi xuống tao cột dây dày một cái là mày đạp thắng chú nhùi à. Vậy đâu phải ma hài thiệt. Thì ra là có những chuyện tưởng rằng là ma nhưng mà không phải ma, tại do tâm lý mình quá sợ. Do tâm lý sợ rồi tự nghĩ là có ma. Bây giờ mà ai đụng em cái thì em la lên á. Oh,
Anh đang lái xe nha anh Cường. Anh đang lái xe thiệt đó anh Cường, đừng có giỡn anh Cường. Trời trời. Giờ tâm lý đang rất là nhạy cảm. Đây nói chuyện ma mà cũng hù hoài trời. Em cũng có một câu chuyện này. Mà bạn em, bạn thân em nha, bạn thân em đàng hoàng kể cho em mà có câu chuyện này xảy ra ở nhà bạn của em luôn. Tại vì ở Mỹ á, người ta hay bỏ đồ ngoài đường lắm. Rồi ai đi ngang cảm thấy mà có thể đem về xài được á, thì người ta lấy. Bạn em lúc đó mới Việt Nam, mới qua Mỹ, thì mới đi ngang nhà người ta, thấy cái tủ còn mới quá anh Cường. Rồi bạn em đem cái tủ đó về xài, thì đâu đem về có ngày hai ngày à, tự nhiên mẹ của bạn em bị bệnh. Đấy. Bị bệnh mà bị mê sản luôn. Bệnh mà mất trí nhớ, bệnh mà không biết lý do tại sao bệnh luôn. Mà người nhà trong gia đình nó cảm thấy rất là ngạc nhiên khi mà trước giờ lần đầu tiên xảy ra anh chị. Cái tủ mà đem về đó đâu có biết đâu, rồi lấy ra lau chùi để mà xài mà. Thì kéo cái hộc tủ ra, ở trong tủ đó có cái tấm hình một cái bé con nít, thấy hơi rùng rợn rồi đó. Mà mình cũng thấy người nhà thấy tấm hình thì bình thường thôi, rồi cũng thấy tấm hình giống như là bình thường, một cái hình của người nào đó bình thường vậy đó. Quăng tấm hình ra xong quay qua quay lại, tấm hình nằm trong tủ tiếp. Thấy cái bắt đầu lạ nha. Ở nhà lúc đó, ở nhà bắt đầu mới thấy là để ý nha. Ủa sao kỳ vậy ta, lấy cái tấm hình lau chùi quăng cái tấm hình ra ngoài, rồi không biết sao tấm hình lại văng vô cái tủ lại. Thấy ghê không, thấy ghê không? Rồi bắt đầu để ý. Quan trọng là em phải tập trung lái nha, tại vì em đang lái xe đó. Tập trung phải, em phải tập trung lái. Dạ anh thấy ghê lắm rồi đó. Để tiếp đi. Sau này á, sợ quá, mọi người sợ quá, ở trong nhà có người nằm mơ thấy đứa bé đó hay sao. Rồi sợ quá, có linh tính, có linh cảm là đem cái tủ đó ra, ra lại cái chỗ mà mình lấy á, bỏ cái tủ đi, không có xài ở nhà nữa. Thì quay về nhà là bà mẹ hết bệnh, không cần uống thuốc luôn. Bây giờ có những cái chuyện mà mình không giải thích được, khoa học không giải thích được, mà nó xảy ra ở nhà bạn em nha. Bạn em cởi luôn á, chứ không phải là người lạ cởi đâu. Thì sao có phải là cái tủ đó là có vong linh không? Bên Việt Nam mà ngay chỗ gọi là Cà Ná hả, cái Cà Ná nó có gọi là cái miếu thần đồng đó. Cái miếu đó cũng linh lắm nha. Cái câu chuyện anh nghe là như vậy nè, là hình như là chị đi buôn cái gì ở trong Sài Gòn, là chị đi trên chiếc xe đó ha, rồi chị dắt ẵm con chị đi, mà lúc đó nhỏ thôi, và con chị lúc đó là bị bệnh rồi vô tình chết trên xe ngay trong cái đêm hôm đó. Rồi tài xế không chịu chở xác chết, tài xế bắt là phải bỏ xuống ha, rồi tài xế mới chịu đi. Thì cô giữa hai con đường lựa chọn, một là bỏ con xuống, hai á là bỏ hết tất cả đồ đạc mất hết và giữ lại con để lo chôn cất. Thì cô trong đầu luôn mới nghĩ là thôi bỏ con đây đi, rồi mình vô đó giao hàng xong xuôi rồi ngày mai quay trở lại để mà đem con về. Quyết định đó xong rồi tài xế cho đi tiếp, và vô Sài Gòn xong giao hết đồ thì cũng sáng mai mới trở lại cái nơi mà đứa con chết. Thì bỏ đứa con trên cái tảng đá mà sáng bắt đầu nắng nó nóng á, rồi bắt đầu nó chảy mỡ chảy da, rồi đứa bé dính vô trong đá luôn. Sau đó là phải làm cái miếu thờ, mà hầu như là các cánh tài xế đi qua trong đó đều gặp trục trặc một thay thứ, hoặc là nghỉ ngơi chỗ đó nghe tiếng đứa nhỏ than khóc la hét đồ tụ thứ, cho nên cái chỗ đó rất là linh. Và ta thập hầu như là cánh tài xế nào bộ đó là đi ngang qua Cà Ná đều ghé cái miếu thập đồng ra để thắp nhang, và ai đi ngang qua cũng bóp còi ba cái. Và cái miếu đó Cường cũng đã tới thắp nhang và cũng đã bóp còi ba cái. Nó có mấy câu chuyện mà nó xảy ra ở mấy cái đèo, mấy cái dốc đồ vậy anh Cường, nguy hiểm quá. Mấy chỗ đó là giống như cái đường xá, cái địa hình nó nguy hiểm, mới làm cho xảy ra nhưng mà tai nạn hay sao ta? Họ không có hại, không có phá mình, nhưng mà họ cứu, họ giúp mình mà. Sắp tới đây là một cái trải nghiệm là để cho mọi người cùng biết, chứ không phải là bốn anh em chúng tôi đem cái chuyện linh thiêng ra giờ. Mong mọi người đừng hiểu bậy giúp. Vợ trái gần tới như vậy? Gần tới rồi. Thiệt luôn hả? Thiệt. Rồi sao? Rồi mình tới đó rồi mình đứng xa xa thôi đúng không? Chứ mình đâu có tới gần chi hả? Trời ơi, đánh to con sao nhát chứ bị trời. Không phải, anh nói thiệt nha, không mấy em lên em chở đi lọc cho anh không chạy được. Chạy đó. Ừ.
anh cứ quẹo chạy đi, tí nữa coi nó làm sao. Không thiệt anh cho cái tông nó cao cao lên tí nữa không anh. Quẹo trái có nghĩa là quẹo về. Không thiệt, cứ tóc chỗ nào đi mày chạy đi mày, tao không dám không chạy chưa tới đâu. Cứ nhưng mà em dặn trước lên trên này á, mình nói chuyện cái tông cao cao tí, đừng có thả tông thấp quá nha. Anh cười, anh có sợ không? không sợ mà không rung quá trời rung rồi. Mình chỉ tới đó mình quay lại mình cho người ta coi cái địa điểm thôi, chứ mà đừng có kêu bắt thử mà đậu xe đó thử thôi. Thôi nha bỏ đi anh Cường, anh lên lái đi chứ em lại muốn lái rồi đó. Được rồi, yên tâm đi, lát nữa còn một là lái hay là lọc lên lái. Phải mấy cái vụ này không phải mấy cái vụ này, đừng có giỡn anh. Không có, tại vì sao nếu mà mình tới đó mình quay xa thì đâu còn gì được gọi là trải nghiệm, đúng không? Mà làm sao là bây giờ biết đâu mà bố anh em mình chỉ dí nó nhẹ đó, rồi mình đậu xe lại mình khóa hết tắt máy hết rồi sao xu nó biết đâu xe nhúc nhích đẩy đi đó, lúc đó mình hấp dẫn đó. Cái dốc đâu đây này, coi có đường xe lửa không nha. Ê vậy tới rồi hả? Tới rồi đó, thôi mày chạy Lộc ơi. Không giỡn ở đây đâu. No parking đó, đường xe lửa đằng trước kìa. Mày ớn lạnh rồi, cái dốc cỏ cường khu này nè. Mày chạy Lộc, tao nói thiệt. Không ngờ là kẻ hình tâm nhát anh cười sao? Tết trước kìa anh cười nè. Trời sao trời giờ không có tôi ngồi thôi, tôi ngồi gần anh Cường đi hả? Cái gì mà phải ghê quá hả? Ta mình đừng chạy, mình ngồi thôi phải không? Chạy thì mình đâu có biết mình chạy gì. Nhưng mà Lộc, anh nói Lộc. Dạ. Yeah. Theo anh á, là mình á, mình đứng xa xa thôi. Mày khu này rồi, mình đâu có xa nữa anh. Mình đang ngay trung tâm luôn rồi đó. Thì có hả? Ở đâu, chỗ nào vậy? Ở đằng chỗ. Không phải, mình đứng xa xa, mình nói thôi. Mình chỉ cho mọi người thấy là cái chỗ khu vực đó thôi. Chứ mình đừng có tới gần. Khu vực rồi, bây giờ mình đi tìm đường rằng đường xa lửa. Không, mình tới gần cũng đâu có tốt đâu. Lỡ như nó thấy thiệt là anh là anh té đái luôn đó nha. Anh nói em có cái ly. Không, mấy cái chuyện này không giỡn đâu. Đâu? Mình tới đây mình cho mọi người thấy là cái câu chuyện này nó đã xảy ra ở đây, hiểu không? Chứ mình đừng có tìm hiểu sâu quá cũng không có nên. Đâu chỗ nào? Ở khu này. Đừng có chỉ em đừng có chỉ Lộc, em nói thôi đừng có chỉ. Vậy hả? Em cũng đang sợ. Bây giờ mình giái đi mấy con, nhưng mà sợ mình giái tiếng Việt sao mấy đứa nó hiểu ta. Còn giái gì anh, nó bậy anh. Hả? Giái gì mình giái. Thì mình vái á, nói tiếng miền Nam vái. Không vái gì, vái mình cũng vậy. Tới rồi đấy. Lại sao? Bây giờ nào? Dọc cái dốc đó hả? Cái dốc hồi nãy đó. Nào bên nào? Cái dốc hồi nãy mình xuống đậu xe là đúng dốc đó. Đúng. Ê trời. Trời. Là chỗ đây tôi đậu hả? Ừ, đó. Rồi. Giờ này không chịu thử luôn chỗ đó đi, ta tắt máy lại xem ta khóa thắng rồi về tắt hết rồi. Để đèn tao thui luôn đi rồi. Là... thử xe nó nhúc nhích không biết liền. Mở cửa kè xuống là ghi được. Em vừa nãy em mở cửa ra em thấy nó lạnh á. Luôn á, vừa xuống cái nó ớn ra gà luôn á. Không thiệt chứ bộ, ở đây làm như nó làm sao á, nó lạnh người dê nó, hả? Nó vắng nó sao. Hình con dê. Thôi con gì. Thôi đi. Thôi tao lùi. Thôi đi đừng đậu. Đừng đậu. Đậu quanh lại. Quanh lại là đúng chỗ. Giờ mà tự nhiên quay qua bên cửa sổ thấy cái mặt máu không? Thôi đừng nói bậy anh Cường. Không phải, đừng nói bậy. Chắc mình vái cho mấy đứa nó hiểu coi. À, Lộc biết tiếng Mỹ, mình vái cho mấy đứa nó dạ. Đây là để mình trải nghiệm. Là cái chỗ này hả Lộc? Chỗ nãy mình đậu xe đúng chỗ nó luôn đó. Mà sao khói tông vậy? Sương mù. Đây là trên đỉnh đèo chứ? Mình đang đèo đó. Khói gì lắm trên đèo hả? Đèo rồi đó. Nó khói, sắt xe nào nó bị hư ống khói thôi chứ đâu phải có gì đâu, thấy sương mù đâu. Bây giờ mình trải nghiệm chiếc xe. Ờ hả? Bên kia chắc đó có đèn trên sương. Trên... đó. Thôi. Tắt đèn ở chứ trời. Phải không vậy? Cái xe nào? Nó bị hư đó. Ý. Mở đèn rồi, mở đèn. Không phải chỗ này đâu. Sao tự nhiên có rồi pha rồi sắt đèn. Đó đó. Chỗ nào mình đi vô mà nó, cái đèn. Có nhiều khi cái xe đó đang trải nghiệm đó nha. Thấy không? Yes. Người chắc nó đang trải nghiệm từ đó đó. À. Mà lúc trước không, này dốc này đang xuống mà, nó phải đi lên. Bây giờ mình đã phải là mình đi lên. Không phải đi lên đúng không? Phải đâu, không phải chỗ này đâu, đừng lên. Ủa sao về hả? Ông đi là cái chỗ đường nãy. Đường nãy mới đúng hả? Hình như là lúc trước em đậu đâu đây nè. Cái dốc đâu đây hả? Cái dốc ở đâu đây nè. Đó là ngõ tư. Đó, nghe cái dốc kìa, thấy cái dốc trước mặt không? Trời, nãy tôi đậu ra cái dốc luôn trời. Ừ. Mà tôi sợ mà tôi đậu ngay đó luôn vậy. Nhưng mà bây giờ mình qua hay là
bây giờ mình ở đây nắm chặt đầu dưới đường. Anh có cảm nhận như là cái đó, đầu ngay dốc này nè, lên dốc này nè. Thôi, cái chỗ này không phải, cái chỗ này không phải cái chỗ đậu đâu, mình đậu cũng được đâu, nguy hiểm lắm. Đậu nó không trong mình thôi. Thôi anh Cường về đi anh Cường ơi. Anh thấy là về là ok. Bây giờ mình vô trong đó được không? Thôi không nên vô. Vô bên trong chứ ở đây không phải là. Phải đúng cái chỗ này không vậy? Cái đường này nè. Đường đó nhưng mà chỗ nào á? Cái chỗ hồi nãy luôn á. Cái chỗ hồi nãy là mình đậu xe đó, cho em nhớ cái vỏ ràng để dốc được chữ neutral. Trời trời. Bây giờ mình vòng lại một lần nữa, mình chờ vắng xe mình thử. Cái dốc hồi nãy đó. Phải không? Cái cầu đó. Làm như không cái hồi xưa nó đúng. Hồi xưa nó có nhà. Không nhà. Lúc đó anh thấy lạ. Đúng rồi. Bây giờ nhà rồi, mình nhớ đó đàn nhà. Là hồi xưa là anh Cường có tới rồi hả? Rồi. Anh tới với ai? Anh tới với má Ngọc. Má Ngọc nuôi má, không có má Ngọc, má nuôi của Hoài Linh à. Rồi với Hoàng Sơn, rồi lần đó anh với Hoàng Sơn đi diễn bên ở Cali nè, xong xưa cái bữa tối đó cũng đi trải nghiệm casino Bonogo à. Xong trên đường về đó má Ngọc với Hoài Linh họ cũng muốn vô đây để coi, để trải nghiệm. Ừ, thì nó cũng biết vụ này luôn. Chứ sao, đây nó nổi tiếng mà, nói là có xe học sinh gì đó rồi phải ngừng ngay dốc rồi xong rồi thắng này nọ thì cũng tin. Thì ngồi vị trí thì bây giờ giống như là lúc đó quyết định là Hoài Linh quyết định là chạy vô hỏi đại ca muốn đi coi không, Hoàng Sơn dám đi coi không, đi quyết định xong mới chạy cái xe từ ở ngoài chạy vô cũng đậu ngay cái dốc á, xong rồi cái Hoài Linh nói bây giờ mình tắt máy nha, xong mình tắt đèn hết tất cả. Rồi sau đó cái bắt đầu để mình ngồi im coi thử cái xe nó chạy không. Trời ơi, dám thử luôn hả? Đó, thử thì đáng đó, nó ngay cái dốc đó đó. Rồi cuối cùng sao, có thấy xe chạy không? Thì xe nó nhúc nhích. Anh thì đang ngồi ở ngay vị trí nè, sau lưng tài xế là Hoài Linh lái. Còn Hoàng Sơ đang ngồi chỗ em, còn má Ngọc ngồi chỗ bạn em. Đó, thì lúc mà vừa Linh vừa thắng xong nó đại ca gọi nè em tắt đèn hết nè, em khóa xe thắng an toàn, kéo thắng lên hết nè. Kéo thắng tay luôn á hả? Đúng rồi, thì xong xuôi là bắt đầu cái xe vẫn đi vẫn chạy. Xong tự nhiên đột nhiên xe nhúc nhích rồi nhúc nhích, xong rồi lên đại ca coi nè cái xe nhúc nhích nè, vô lăng nè, nó quay nè. Thì anh nhìn thấy xe hơi lỉ lỉ về phía phải tí xíu, cái anh không tin vào mắt mình nữa, coi như là bắt đầu Hoàng Sơn nhìn anh nhìn Hoàng Sơn giống như là hai anh em mà cũng như là có cùng cái có cảm nhận phải không, có cảm nhận đúng rồi như có thiệt. Thì lúc đó giờ má Ngọc im ru à, không có sợ gì hết. Cái anh mới không biết sao nó khiến cho mình sao bắt đầu mới đẩy cửa nhảy ra khỏi xe. Nhảy ra khỏi xe thì anh đứng xuống cái chỗ thì anh có cảm giác thì chiếc xe đang rời xa anh dần. À, đứng chỗ mà cái xe đi qua ra đi qua luôn không? Ghê trời. Và trước khi cái đặc biệt trước khi mà anh mở cửa ra thì cái đầu anh ngoái lại nhìn thấy ở phía sau kính đó toàn là những cái dấu chân tay nhỏ mà. Trời ơi. Dấu tay đẩy. Dấu tay. Trời ơi, dính gì cái dấu tay đó đẩy, cho nên thành thử anh mới quyết định là anh mới ra cửa xe đó. Không biết khiến gì mới. Rồi thấy xe đi nữa là bắt đầu mới rối lên. Giống như mình tìm cái cách gì mới trấn an á. Rồi xong anh mới chạy về phía bên đó đó. Anh đứng vòng bên đó đó. Rồi xong cái anh mới khều vòng. Anh làm vậy nè. Chọc ghẹo Hoàng Sơn, lúc đó Hoàng Sơn không để ý. Cái anh lên cái chỗ má Ngọc á, anh làm. Thì vô tình lúc đó má Ngọc quay ra, má Ngọc la lên hết hồn vậy. Anh quảng quá chạy xuống, rồi leo lên đó thì mới bắt đầu cái xe đó nó ngừng lại. Ngừng lại rồi lúc đó Hoài Linh cũng giái gì đó, xong đẩy cửa bước vô, rồi quay đầu xe lại coi như là đồ ôi từ đó đi hả. Mà về tới nhà má Ngọc chửi anh tắt bành khói lửa lúc đó, mà không biết lý do tại sao mà tự nhiên anh bị khiến anh bước ra anh hù dọa gì trong lúc căng thẳng gì thì nói vậy là tự nhiên giờ hôm nay rủ nhau đi lên đây làm chi nữa. Sẽ bỏ vậy phải đi ớn quá, nghe nói thế ớn quá, rủ lên đây làm chi, đâu đến chưa vậy? Đỡ rồi, vô không? Thôi đừng vô, ghê quá. Không vô Cường hả? Không vô quá. Mình đậu đây mình chở chạy à? Hả? Sao anh Cường có vô không? Thì ai sao tôi vậy á? Vô đẩy luôn đi. Anh thấy rồi đó, anh có cảm nhận rồi đó. Đó. Cái gì đây? Em thấy tê tê người rồi. Anh
tới đây rồi là cho quay cho người ta thấy ra được rồi. Mình thử làm chi Lộc? Thử không? Rồi, thử rồi. Thử nha. Bây giờ mình để in một canxi vậy đi. Bây giờ anh thử nha. Anh để neutral hay là neutral chứ. Ủa chứ phải em phải lên dốc à. Neutral nó đâu đi đâu. Đấy, chạy nè neutral kìa. Đó nó chạy kìa. Mẹ anh quay cái neutral liền anh. Xe chạy kìa. Xe chạy kìa. Oh my god. Đó nó lên kìa. Em không đập ga đi nha, để neutral đàng hoàng nha. Nè, chạy nè. Có xe chạy kìa. Đó đó đó, nó chạy kìa. Đó. Oh my god. Đây nè, thấy không? Đó, đó nó chạy kìa. Đó tắt máy hết rồi nha. Này lên dốc nha mọi người. Này lên dốc. Lên dốc xe chạy rõ ràng nha. Không có đập ga, để neutral nha. Đó, đó nó chạy đó. Đó chạy thiệt phải không? Trời ơi, nổi da gà rồi. Kêu kiến xuống rồi có ai không? Thôi đừng giỡn Lộc ơi. Đó, thấy chưa? Nó chạy thấy chưa? Ờ, nổi da gà. Cái này lên dốc đó nha, chứ không phải là xuống dốc nha. Thấy chưa? Đó, cái này lên dốc nha mọi người. Thôi đừng giỡn Lộc ơi, ghê quá. Thấy chưa, đang lên dốc phải không? Đó, lên dốc đó. Hả? Đó, thiệt tình nổi da gà. Nó tắt hết rồi nha. Đó, đúng không? Tắt máy hết rồi. Tắt hết rồi đó. Lên dốc đó. Đi Lộc ơi, đi Lộc ơi. Thả tay ra đi. Đi Lộc ơi. Thấy chưa? Nó tắt máy. Rồi, có xe lên, có xe, có xe lên. Có xe lên. Rồi, có thiệt rồi, có thiệt rồi. Nó nãy nó chạy rõ ràng nha. Chạy quá nhanh luôn á chứ không phải chạy bình thường nữa trời. Có xe lên, có xe lên. Trời ơi, chạy một hồi tay luôn rồi nè. Cái này chính này không giống. Bây giờ mình xuống mình còn cái gì ta? Bây giờ anh tin thiệt của mình đó. Ừ. Hồi xưa anh còn ngơ ngơ. Trước sau khi mà anh kể cho tụi em nghe bây giờ thì ủa sao kỳ vậy ta, mà em thấy cái chỗ đó nó giống như nó bình thường, nó sáng mà sao thấy xe chạy bong bong vậy ta? Hả? Ừ mà sao anh hiểu nha. Ừ mà thì rõ ràng, rõ ràng là tắt máy, em xác nhận tắt máy đúng không? Để níu trồ. Hả? Để níu trồ luôn. Để níu trồ rồi, nhưng mà nó chạy bon, nó chạy giống như mình đang đạp ga đi vậy đó. Ừ. Mày chạy rõ ràng. Thấy rõ ràng luôn Tâm. Ừ, em thấy quá, em dám nãy giờ ngồi yên luôn, không dám nói gì hết trơn. Mà lên dốc chứ không phải xuống dốc để chạy ra chớn nha. Ờ, đang lên dốc luôn đó. Bây giờ mình đi chỗ mình đậu mình coi có dấu tay không nha. Ôi trời. Kiếm chỗ rọc bắt trên đầu lại đi. Vô trong đây mình đậu nè, mình coi có dấu tay không. Đến Tâm xuống mình coi. Hồi nãy níu chờ rõ ràng nha. Mà lên dốc nha. Bây giờ thấy có dấu tay luôn anh ơi. Có dấu tay. Anh ơi thấy có dấu luôn rồi. Có dấu. Ờ, có dấu tao, có dấu. Hả? Có dấu tay thiệt. Ừ, có mấy dấu tay thiệt. Phải không? Đúng không? Đúng không? Này có người đẩy thiệt trời. Nên anh còn rung là thấy không? Trời ơi, em đổ mồ hôi tay luôn nè. Em nói thiệt chứ, mồ hôi tay, mồ hôi chân còn chỗ nữa mà không tiện kể. Nhưng mà ra mồ hôi hết luôn á. Xong rồi đó. Mà trời đang lạnh. Bây giờ mình chờ kiếm chỗ đậu mình xuống coi có dấu tay không. Đó. Anh ngồi im. Anh ngồi im để mình cảm nhận thôi mà anh không dám la, anh không dám gì hết luôn. Mà tao cố tình tao nhìn thử coi có phải là để chữ N không. Để xem có đúng như gì em nói không á. Mà anh nhìn vô thấy chữ N rõ ràng, mà sao anh nhìn ở ngoài là anh thấy xe chạy. Chạy cái đó là chắc cũng phải 20-30 mai chứ không ít đâu nha. Đúng không? 20-30 mai đó. Cảm giác giống như là mình đang xuống dốc chứ không phải lên dốc. Ghê thiệt chứ. Kinh khủng. Ồ. Sao cảm giác của chị sao chị? Thôi đừng hỏi, không dám nhìn ai hết. Sợ lắm. Thôi, nói chung là quen vậy thôi chứ. Bây giờ kêu tôi tới lại, kêu tôi lấy quay lần nữa chắc tôi không dám quay đâu. Mọi người xem rồi, mọi người tự nhận xét với tôi là tôi tin rồi đó nha. Đây là thiệt, không có giờ. Còn cái chuyện cả nhà tin thì không tin, đó là chuyện của cả nhà. Nên nó nỗi sợ đó. Tháo dây xích beo luôn rồi đó, phải không? Tôi có thể lúc đó trong đầu tôi nghĩ là sợ bung nhảy luôn. Mà lúc trước là mình đi với Hoàng Linh, Hoàng Sơn với má Ngọc là 12:30 một giờ khuya. Mà bây giờ ha, mình đi còn sớm, bây giờ mấy giờ mới 7:52 PM tối à. Mà đã rõ ràng tắt máy mà xe chạy vậy đó. Mà anh em trong xe đều nổi óc hết. Thôi thì coi như bây giờ đoàn kết chấm lần. Quý vị đã thấy rồi đó, này mình quay cầm tay cho quý vị thấy không, quý vị tin hay không tin là để quý vị tự phán xét ha, mỗi người có bình luận riêng. Còn nếu ai mà thấy có chuyện ma gì hấp dẫn cứ bình luận cho kẻ chị nha. Mà nếu chào. Mà ai mà không mà xem cái này á, mà nếu mà ở Cali á, ở Nam Cali đó thì cứ thử tìm hiểu chỗ này mà lên tự khám phá, chứ là tôi tin rồi đó. Nguy hiểm quá. Hả? Xuống coi có dấu tay không? Nếu như mình không có dấu tay mình vô mua baby powder. Mình chơi tiếp trận nữa. Dù có hết hồn giật mình, nhưng hãy nhớ đăng ký subscribe để xem nhiều clip mới nhé cả nhà. Then Nhật Cường xin đa tạ.